Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Bản tin 24 giờ. Tại đây những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bản tin 24 giờ. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, đợt mưa bắt đầu từ giữa tháng này đã ảnh hưởng đến 10,217 triệu người trên toàn tỉnh, trong đó có 350 người chết, 23 người mất tích, 5.107 người bị thương và ốm đau. 1,321 triệu người phải di rời khẩn cấp, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 27,5 tỷ nhân dân tệ. Phúc Châu, Ưng Đàm và những nơi khác bị ảnh hưởng nặng nề. Ngọc Giang, Đông Hương, Nam Thành, Tử Tây, các quận khác bị ngập sâu hơn 1 mét, trong đó có quận Đông Hương ngập sâu 1,5 mét. Điện, nước, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Hôm nay và ngày mai, mưa bước vào giai đoạn nghỉ ngắn. Sau ngày mai, sẽ có mưa lớn. Trong 3 ngày tới, khu vực phía Bắc tỉnh Giang Tây sẽ có mưa lớn. Một vài nơi sẽ có mưa to đến rất to. Cuối tuần này, trên địa bàn tỉnh nhiều mây, dự báo sẽ có mưa rào và mưa to cục bộ. Mưa lớn đã dẫn đến một vụ lở đất xảy ra trên đoạn Giang Tây, Diệp Phong đến Tây Thủy của đường cao tốc Đại Khánh Quảng Châu và dự kiến sẽ thông tuyến trở lại vào ngày thứ hai. Các đoạn đường chính bị ảnh hưởng bởi bão, đó là đường cao tốc Long Hòa, đoạn Giang Tây, Long Nam, Quảng Đông, Hà Nguyên, đường cao tốc Đại Quang, đoạn qua Giang Tây, Tế An, Cam Châu, Nam Khang, đường cao tốc Thượng Hải, Côn Minh, đoạn Nam Sương, Giang Tây, Tây Du, Nghi Xuân. Thưa quý vị, kể từ tháng trước, nhiều tỉnh và thành phố ở miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu nhiều đợt mưa bão lớn và lũ lụt. Theo báo cáo mới nhất của Cục Khí tượng Trung Quốc cho thấy, so với cùng kỳ các năm, bình thường, lượng mưa ở hầu hết phía Nam sông Dương Tử và phía Bắc của Nam Trung Quốc cao hơn bình thường 20% và một số khu vực như Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông cao gấp 50% đến gấp đôi. Trên thực tế, thảm họa mưa xối xả ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc lần này chủ yếu là do không khí lạnh liên tục được bổ sung đang di chuyển về phía Nam do hiện tượng dao động Bắc Cực và sự chèn ép của hơi ẩm ấm do hiện tượng El Nino và La Nina mang lại. Sự xuất hiện thường xuyên của bão tuyết, hạn hán, lũ lụt và thảm họa khí hậu khác ở Trung Quốc trong nửa đầu năm nay vẫn không thể tách rời khỏi bối cảnh nóng lên toàn cầu. Các nhà khí tượng đã quan sát, phân tích diễn biến thời tiết, nhận thấy nhiệt độ hầu hết ở các vùng trên khắp Trung Quốc năm nay thấp hơn so với những năm trước. Theo lẽ thường, không khí lạnh mùa này sẽ yếu dần, nhưng không khí lạnh năm nay có vẻ trở nên đặc biệt và mạnh mẽ hơn. Tháng này ở phía Bắc vẫn còn một bộ phận không khí lạnh mạnh xuống phía Nam. Không khí lạnh gặp áp thấp rất dễ hình thành kết tụa. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng không khí lạnh mạnh là do hiện tượng dao động Bắc Cực gây ra. Cái gọi là dao động Bắc Cực có nghĩa là khi áp suất thấp xuất hiện trên Bắc Cực, luồng không khí sẽ chạy theo chiều kim đồng hồ để duy trì hoạt động luân phiên của luồng không khí lạnh và ấm. Nếu hoàn lưu xung quanh càng mạnh thì nhiệt độ ở Bắc Bán Cầu sẽ tăng. Một khi hoàn lưu yếu đi thì không khí lạnh sẽ tỏa ra ngoài khiến Bắc Bán Cầu lạnh hơn. Lúc này là lúc hoàn lưu yếu đi. Các nhà khoa học đã sử dụng bộ tạo dao động Bắc Cực để đo sự thay đổi của áp suất không khí. Trong vài thập kỷ qua, chỉ số này đã được tranh luận nhiều, nghĩa là áp suất không khí ở Bắc Cực thấp hơn mức trung bình, trong khi áp suất không khí ở vĩ độ trung bình cao hơn mức trung bình. Trong trường hợp này, dòng phản lực lạnh giá xung quanh Bắc Cực thổi từ phía Tây sang phía Đông chứ không phải phía Nam. Nếu tạo bộ dao động Bắc Cực âm, áp suất cao sẽ hình thành ở Bắc Cực và không khí lạnh từ luồng phản lực bị ép xa hơn về phía Nam so với trước đây, gây ra mùa đông lạnh giá ở Hoa Kỳ, châu Âu và Trung Quốc. Điều đáng nói là hoàn lưu Bắc Cực vào mùa đông năm nay gần như yếu nhất trong vòng 74 năm, đồng thời chênh lệch áp suất giữa vòng Bắc Cực và các vĩ độ trung bình là lớn nhất kể từ năm 1979. Ngoài việc hình thành áp cao trên Bắc Cực đã nhiều năm chưa thấy xuất hiện, nguyên nhân chính là do áp cao ở khu vực giữa vĩ độ chưa hình thành với quy mô như những năm trước đây. Điều này đã gây ra một lượng lớn không khí lạnh lan nhanh sang các vùng ven vượt quá vòng Bắc Cực ở các vùng vĩ độ trung bình và thấp và mở rộng ra cả Trung Quốc. Tại sao lại xảy ra những thay đổi cực đoan như vậy trong áp suất không khí của trái đất? Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được, nhưng có ý kiến cho rằng sự tích tụ hiệu ứng nhà kính cũng như sự gia tăng nhiệt độ ở hầu hết các vùng ôn đới do hiện tượng El Nino gây ra là một trong những nguyên nhân chính của vụ việc. Năm nay, hiện tượng El Nino lại ghé thăm khu vực Thái Bình Dương. Chịu ảnh hưởng của hiện tượng này, không khí ấm và ẩm tiếp tục tràn vào lục địa của Trung Quốc từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Và năm nay, hiện tượng La Nina kéo theo El Nino đã kéo theo lượng mưa rất lớn. Thông thường các dòng gió mùa ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương chạy từ châu Mỹ đến châu Á, giữ cho bề mặt Thái Bình Dương ấm áp và mang theo những cơn mưa nhiệt đới quanh Indonesia. Nhưng mô hình này bị gián đoạn sau mỗi giai đoạn từ 2 đến 7 năm, khiến hướng gió các dòng hải lưu đảo ngược, xuất hiện cái gọi là hiện tượng El Nino. Hiện tượng El Nino nhìn chung làm suy yếu gió mùa hè từ vùng biển Đông Nam ở Trung Quốc, đẩy vành đai mưa mùa hè nằm về phía Nam, gây ra mưa lớn ở phía Nam và hạn hán nghiêm trọng ở phía Bắc.
Kể từ tháng này năm nay, hiện tượng El Nino rõ ràng đã xảy ra ở vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương và sẽ đạt cực đại vào tháng 12. Bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino, luồng không khí ấm và ẩm tiếp tục được vận chuyển từ Tây Bắc Thái Bình Dương đến Trung Quốc đại lục và không khí lạnh do dao động bắc cực tạo ra hội tụ ở phía Nam Trung Quốc, dẫn đến lượng mưa liên tục trên diện rộng kể từ tháng trước. Bên cạnh đó, năm nay là năm thứ hai xảy ra hiện tượng El Nino và thường kéo theo hiện tượng La Nina. La Nina là hiện tượng điều chỉnh quá mức xảy ra sau một năm El Nino. Ngược lại, La Nina đề cập đến một hiện tượng, trong đó nhiệt độ bề mặt nước biển ở phía đông và trung tâm xích đạo Thái Bình Dương tiếp tục mát hơn một cách bất thường, dẫn đến nhiệt độ nước ở phía tây Thái Bình Dương phần trung tâm ấm hơn và lượng mưa nhiều hơn bình thường. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng La Nina sẽ không ảnh hưởng đến khí hậu thế giới, nhưng nó sẽ kéo theo mùa lũ ở Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang và thậm chí cả vùng duyên hải Đông Nam đến trước, đồng thời sẽ có lượng mưa kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Những trận lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Trung Quốc trong thế kỷ qua, chẳng hạn như năm 1931, 1954, 1998 đều xảy ra vào năm sau El Nino. La Nina là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến trận lũ lụt thảm khốc mà Trung Quốc gặp phải vào năm 1998. Trong thảm họa mưa xối xả này, nhiều thành phố lớn ở miền Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa xối xả. Cường độ và thời gian mưa xối xả vượt xa mức bình thường. Các chuyên gia khí tượng Trung Quốc tin rằng trận mưa bão gần đây có khả năng liên quan đến hiệu ứng đảo mưa do quá trình đô thị hóa mang lại. Ở các thành phố lớn có nhiều nhà cao tầng, không khí lưu thông thông suốt. Ngoài ra vào giữa mùa hè, máy điều hòa của các tòa nhà và khí thải của ô tô làm tăng quá trình thải nhiệt bất thường, hình thành luồng khí nhiệt trong các tích tụ và dày lên, cuối cùng dẫn đến sự hình thành lượng mưa. Sự lưu thông khí quyển bởi vì sự gia tăng của luồng không khí cục bộ do đảo nhiệt đô thị tạo ra có lợi cho sự xuất hiện và phát triển của lượng mưa đổ lưu. Có nhiều hạt nhân ngưng tụ trong không khí đô thị và sự hiện diện của các hạt nhân lớn, chẳng hạn như nitrat, có thể thúc đẩy lượng mưa của mây ấm. Bề mặt bên dưới của thành phố gồ ghề làm chậm quá trình mưa, đồng thời kéo dài thời gian mưa ở khu vực thành thị. Các yếu tố trên phối hợp với nhau để tạo thành hiệu ứng đảo mưa. Các tỉnh thành phía Nam nơi xảy ra mưa diện rộng lần này là khu vực tập trung tương đối nhiều đô thị lớn. Theo đó, hiệu ứng đảo mưa đô thị cũng rõ ràng nhất. Trong quá trình tạo mưa, cường độ mưa bão ở nhiều nơi nhiều lần phá vỡ kỷ lục lịch sử. Lấy Quảng Châu làm ví dụ, vào lúc 20 giờ ngày thứ ba tuần trước, một luồng không khí thể hiện trên biểu đồ thời tiết ở Quảng Châu sẽ không gây ra nhiều mưa ở Quảng Châu. Tuy nhiên, cường độ mưa xối xả ở Quảng Châu đã phá vỡ kỷ lục lịch sử. Thời gian mưa tập trung cực lớn, chưa đầy 6 giờ đã có lượng mưa hơn 165mm. Theo phân tích của các chuyên gia, chính vì hiệu ứng đảo mưa mà những cơn mưa xối xả thường xuyên xảy ra trong đợt lũ lụt thiên tai này. Không chỉ có mưa bão, lũ lụt mà những năm gần đây, các hiện tượng khí hậu cực đoan như nhiệt độ tăng cao, hạn hán, lốc xoáy, bão cát cũng thường xuyên xảy ra. Những thảm họa khí hậu được gọi là ngàn năm có một liên tục xảy ra trong 10 năm qua. Với sự xuất hiện thường xuyên của thời tiết cực đoan, sự nóng lên toàn cầu là một chủ đề khó tránh khỏi. Từ các nghiên cứu khoa học hiện có, một kết luận được chấp nhận rằng tác động đáng kể nhất của sự nóng lên toàn cầu là sự xuất hiện thường xuyên của các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan. Trong 10 năm qua, con người đã phát hiện ra rằng hiện tượng El Nino, La Nina ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Hiện tượng El Nino, La Nina thường xảy ra cách nhau khoảng từ 2 đến 7 năm, với khoảng cách trung bình là 3 đến 4 năm. Trong khoảng 20 năm trở lại đây, tần suất xuất hiện El Nino và La Nina là 2 năm một lần, mỗi lần kéo dài từ 12 đến 18 tháng. Do đó, nhân loại có lý do để tin rằng có mối liên hệ tất yếu với sự nóng lên toàn cầu và hiện tượng El Nino, La Nina. El Nino là tín hiệu khí hậu toàn cầu mạnh nhất, gây ra cả lũ lụt và hạn hán. Bóng tối của sự nóng lên toàn cầu vẫn có thể tìm thấy đằng sau hiện tượng El Nino và La Nina. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh đã tạo ra hiệu ứng đảo mưa, một hiện tượng khí hậu toàn cầu do con người gây ra. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, kết quả của hiệu ứng đảo mưa sẽ được khuếch đại và kết quả là trực tiếp làm gia tăng sự tàn phá của mưa lớn và lũ lụt. Trước hết, khí hậu nóng lên sẽ khiến một lượng lớn nước biển bốc hơi, hơi nước trong khí quyển tăng lên, dẫn đến gia tăng các hiện tượng cực đoan. Thứ hai, đối với nhiệt độ, hiện tượng nóng lên toàn cầu có nghĩa là nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn cầu sẽ tăng lên, đồng thời biên độ biến đổi của nhiệt độ cũng tăng lên. Khi hệ thống khí hậu của trái đất cân bằng, xác suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan là tương đối nhỏ. Ngược lại, khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan tăng lên. Khí hậu khắc nghiệt thuộc về sự thay đổi thời tiết và sự thay đổi thời tiết và biến đổi khí hậu toàn cầu là hai khái niệm khác nhau. Sự thay đổi thời tiết ngắn hạn về cơ bản là do yếu tố tự nhiên gây ra mưa lớn, hạn hán, bão cát ở phía Bắc và thảm họa tuyết ở phía Nam năm nay hầu hết đều nằm trong phạm vi bình thường và hầu hết thuộc về thời tiết cực đoan. Nhưng những sự kiện này xảy ra thường xuyên, không thể tách rời khỏi nền tảng của sự nóng lên toàn cầu. Năm nay, nhiệt độ và lượng mưa trên phạm vi cả nước của Trung Quốc có những bất thường rõ rệt. Tình hình thiên tai, khí tượng và các thiên tai thứ cấp còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, rất có khả năng tiếp tục xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của bản tin 24 giờ.